đi một vòng vô chợ rồi ta sẽ quay lại lấy thuốc. Đầu chợ thì bán xôi nè, không bán. Rồi một số hình ảnh ở khu chợ thủ đô, chợ Phùng Hưng, qua con đường Lão Tử đến Châu Văn Liêm, và đến cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh về Sài Gòn ngày cuối tuần. Hy vọng trong những hình ảnh này bà con lại mới gặp những cái ký ức chúng ta ngày xưa khi còn ở Sài Gòn. Và trước mặt chúng ta đó là nhà hát nghệ thuật Hát Bội, một cái chùa rất là lâu rồi, chùa Quan Âm, rất là lâu năm ở đây. Có những người Tây họ đi du lịch ở đây. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúc bà con ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là khu vực đèn năm ngọn, chợ Đồng Khánh, Hương Xá Đồng Khánh, chợ Vải, chợ Sói Kình Lâm rất là lớn ở khu vực chợ lớn này. Và ngày hôm nay nhân một cái buổi đi dạo một vòng khu vực chợ lớn, thì chia sẻ đến các cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh về khu chợ Hương Xá Đồng Khánh và chợ thủ đô ngày xưa, cũng là chợ Phùng Hưng ngày nay ha. Và Sài Gòn bây giờ là 10 giờ sáng ngày Chủ nhật, và hôm nay cuối tuần em lại có dịp lang thang cùng cô chú anh chị. Theo thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi về đường Phùng Hưng, và cuối đường Phùng Hưng thấy có mấy cái building cao cao, đó là Thượng Kiều Plaza ngày xưa đó, tòa nhà Thượng Kiều, và ngày nay là Garden Mall. Và đây là đường Nguyễn Trãi, không, đường Trần Hưng Đạo, Trần Hưng Đạo B, và ngày xưa cũng là đường Đồng Khánh. Chúng ta nhìn qua cái căn nhà xưa cổ cổ này, nhà này có kiến trúc rất là xưa. Ở khu vực đèn năm ngọn này buổi tối bán rất là nhiều đồ ăn, hủ tiếu rồi phở rồi chè rất là nhiều ha. Ban ngày thì cũng có nhưng mà không nhiều bằng. Chúng ta sẽ xuất phát từ đây, mình sẽ đi dọc cái cung đường Phùng Hưng. Cuối đường Phùng Hưng đó là ngôi chợ, chợ ngày xưa là chợ thủ đô đó. Mình nhìn qua cái khu Hương Xá Đồng Khánh nè, chợ Sói Kình Lâm nè, và bên kia là Hải Thượng Lãng Ông, đình Ông Bổn, ở cuối đường, ở giao với đường Hưng Phùng Hưng và Hải Thượng Lãng Ông nè. Mỹ đường đó. Ở đây bán trà, bán sâm, trà sâm. Thấy ba tòa nhà Thượng Kiều đó, và ngày xưa ở đây cũng có một cái dãy chung cư, nhưng mà ngày nay thì không còn nữa rồi nè. Chung cư cũng giống như là cái dãy chung cư ở bên khu chợ này đó. Bốn góc đường, bốn chung cư. Tự nhiên ra khu này là muốn uống nước sâm mà. Khu này nổi tiếng. Ở đây quán lạp xưởng.
có nước sâm là có liền. Sâm rùa là gì em? Ủa sâm rùa là gì? Có mai rùa nó nấu không chưa? À, lấy một ly sâm rùa. Hả? Chưa có cái đó hả? Mía lao đi, một ly mía lao. Nhiêu tiền? 8.000. Cái sâm rùa đó tác dụng gì chú? Nghe lạ lạ. Ít thấy chỗ nào có. Giờ tại vì giờ ít ta bán. Dạ. Nó nấu bằng cái mai rùa hả chú? Ủa. À, mời bà con nước sâm nha. Một ly sâm đi mua. Ai đi sâm? Một ly sâm đi mai rùa. Chùa chưa có em cha. Chưa hả? Chưa ai sâm không? À, uống một ly sâm rất là thoải mái. À, bà con có dịp ra đây hãy uống sâm nha. À, ngay giao lộ Phùng Hưng và Nguyễn Trãi. À, mời bà con nước sâm nha. Rồi chúng ta sẽ đi vô chợ. Đi một dọc vô chợ rồi ta sẽ quay lại lấy thuốc. Đầu chợ thì bán xôi nè, không bán xôi. Bán quần áo. À, trái cây, táo, lê. À, và chợ này giống như là chợ xã Tây vậy đó. Nằm ở ngoài đường thôi, dưới những tán dùi. À, bà chợ này cũng cơm tươi quá, cà chiên của em 200. Ngày xưa cũng mệnh danh là chợ nhà giàu nè. Qua đây chợ cá. Ba con cá bự quá. À, cái đầu cá khổng lồ luôn. Hay quay thịt. À, và không thể thiếu đó là ngành hàng ăn uống nổi tiếng ở trong những ngôi chợ. Hủ tiếu, bún mắm, rồi hủ tiếu gà, miếng gà, bún riêu.
ta. Ở đó trần à. Đó, nhìn là những cái căn nhà xưa nè. Nhìn lại khu chợ mình vừa đi qua nè. Rồi, ta tiếp tục nha. Ta vừa đi qua một cái khu chợ. Khu chợ thủ đô ngày cuối tuần, có một ly sâm rùa nhưng mà sâm rùa hôm nay chưa có. Và hôm nay ra đây là đường Tổng Đốc Phương, cũng là đường Châu Văn Liêm ngày nay. Theo hướng này mình sẽ đi về huyện Chí Thanh, khu Tân Thành. Rồi một số hình ảnh ở khu chợ thủ đô, chợ Phùng Hưng, qua con đường Lão Tử đến Châu Văn Liêm, rồi đến cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh về Sài Gòn ngày cuối tuần. Hy vọng trong những hình ảnh này bà con lại mới gặp những cái ký ức của chúng ta ngày xưa khi còn ở Sài Gòn. Và trước mặt chúng ta đó là nhà hát nghệ thuật Cát Bội, rạp thủ đô, kế bên đó là một khách sạn thủ đô. Và con đường này là con đường Châu Văn Liêm, cũng là Tổng Đốc Phương. Con đường có hàng cây rất là mát, con đường rất là đẹp, nhưng mà ngày nay thì không được chăm chút cho lắm. Đây mình thấy xe hơi rất nhiều nè, cũng giống như là cái con đường Nguyễn Huệ ngày xưa ở Sài Gòn vậy đó. Giờ mình chờ, ở đây thì không có đèn xanh đèn đỏ, mình chờ vắng xe mình qua đường thôi. Chúng ta sẽ đi dạo tiếp ở con đường Lão Tử ha, để xem cái khung cảnh đường Lão Tử ban ngày như thế nào. Và ở đây có một cái chùa Bà. Thấy ở đây có cái building đối diện rạp thủ đô ngày xưa nè. Bây giờ building này chuẩn bị xây lên, không biết ngày xưa ở đây là cái rạp gì hay sao đó. Và đây là ở cung đường Lão Tử, số 35 Lão Tử. Cơm nuôi, bún, hủ tiếu. Và con đường này chúng ta cảm thấy rất là yên bình. Nhiều đồ cúng, nhang đèn.
ở đây giống như là mình đang ở Hồng Kông vậy đó. Đa phần là chữ Hoa không nè. Một cái chùa rất là lâu rồi, chùa Quan Âm. Rất là lâu năm ở đây. Có những người Tây họ đi du lịch ở đây. Nhân đây thì xin cầu chúc cho tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Rồi anh ta đi tiếp nha. Lão Tử và Lương Dữ Học rồi nè. Đây có cái chung cư, chung cư 202-200, chung cư Lương Dữ Học. Đây chúng ta thấy có cái nhà rất là xưa nè. Nhà kiến trúc rất là gỗ, rất là lạ. Ở khu vực Chợ Lớn này hay có những cái kiến trúc như thế này lắm nè. Ở trên sân thượng thì có những cái hoa văn đó. Và mình đi qua bên đường nhé. Bên đường mình view qua đây. Hôm bữa mình có đi ở cung đường này vào cái ngày lễ hội, ngày lễ Trung Thu đó. Và ban đêm. Và hôm nay chúng ta đi ban ngày để mình xem khung cảnh ở đây như thế nào. Có đường Lương Dữ Học đó. Ban ngày thì không có hàng cây bóng mát, nhưng mà chỉ có bóng mát của những cái building, của những cái nhà cao tầng thôi. Đường Nguyễn Trãi giao với Lương Dữ Học. Chúng ta quẹo trái, quẹo trái đi đến một cái chùa nữa, đó là chùa Bà Thiên Hậu. Lúc nãy thì chùa Quan Âm, bây giờ là chùa Bà. Xin nói lời chia tay thì cũng thời gian cũng dài rồi. Khu vực năm này rộng lớn nên thành ra chúng ta sẽ gặp nhau trong những cái video sau nha. Số hình ảnh ở khu chợ Phùng Hưng, rồi đến cung đường Lão Tử, Lương Dữ Học, Nguyễn Trãi, đến chùa Bà, chùa Quan Âm gửi đến cô chú anh chị và các bạn. Nhân đây cũng kính chúc bà con luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Quay lại chút xíu máy chị. Trường Mạch Kiếm Hùng.
cảnh ngôi chùa Bà nè. Rồi, bye bye các anh chị và các bạn.